Chúa cùng anh chị em. Kết thúc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hôm ấy Đức Giêsu hiện ra với nhóm 11 và nói với các ông rằng: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hà, loan báo tin mừng cho mọi loài thù tào. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em, ngôn ngữ Việt Nam thì mình nói là lên trời hay là trên trời, rồi ở dưới đất, chứ không ai nói là xuống trời hay ở dưới trời hết. Nhưng mà giờ chúng ta cũng thấy Kinh Lạy Cha như hôm nay là mừng Chúa lên trời. Kinh Lạy Cha là ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, thấy không? Ngôn ngữ Việt Nam. Nhưng mà cũng Kinh Lạy Cha mà bằng tiếng Anh á, thì là ý Cha thể hiện trên đất, on earth, và trong trời, in the sky. Thấy không? Cái giới từ của mỗi ngôn ngữ nó khác nhau, nhưng mà tiếng Anh coi như chính xác á, vì mình đang đứng ở trên mặt đất mà, trên cái trái đất, mình đứng ở trên on earth mà, chứ đâu phải dưới đất đâu. Và mình đang sống trong trời là đúng rồi, mình đâu có ở trên trời, trên là phía trên trời mà. In the sky là đúng, trong trời, mình đang sống trong trời là đúng nè. Và đang đứng ở trên cái mặt đất là on earth. Kinh Lạy Cha tiếng Anh nó chính xác hơn. Mình dịch ra tiếng Việt là trên trời ý Cha thiện dưới đất cũng như trên trời là không ổn. Theo cái vị trí của mình, thấy không? Nhưng mà đó là ngôn ngữ tương đối. Giờ hỏi ông bà anh chị em là nước trời ở đâu? Ai cũng đưa ngón tay chỉ lên trần nhà đó, đúng không? Đâu có ai chỉ xuống nước trời dưới đâu. Mà chỉ xuống dưới bảo là mấy em thiếu nhi nói địa ngục của Cha ở dưới. Địa ngục ở đâu? Nước trời ở đâu? Có ai thấy, có ai biết? Vậy thì nước trời như là một cái tình trạng. Tình trạng đó, ở đó Thiên Chúa và con người sống đạo đức thánh thiện, sống với nhau hạnh phúc đời đời. Nước trời là phải có Chúa, không còn đau khổ, còn còn cái chết nữa. Thì mình đang hướng về cái tình trạng đó. Nên người ta thường nói là thiên đàng ở nước Mỹ, là vì người ta nghĩ là cái nước Mỹ nó sống hạnh phúc, vui vẻ, ai cũng có tiền, ai cũng không khóc than, thì gọi là thiên đàng nước trời. Là một cái khái niệm đấy. Khi chúng ta, gia đình chúng ta sống hạnh phúc, bình an, vui vẻ, vợ chồng, cha mẹ, con cái, thì chúng ta cứ nghĩ gia đình đó là nước trời đó. Là một cái tình trạng đấy. Thì nó không phải là một cái cụ thể như là một cái đất nước Việt Nam nó ở vùng Đông Nam A, nó kế bên Thái Bình Dương, vân vân, không phải. Nhưng mà đó là điều mà chúng ta phải có lòng tin là mình có Chúa, có cái nước trời mà nơi Chúa ngự trị. Thế thì điều đó, ngày hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa lên trời. Bài đọc 1, sách Công Vụ, tin mừng cũng thuật lại là Ngài hẹn các tông đồ ở Galilee và Ngài được rước lên trời trước mặt các ông.
và các ông đã thấy, đã xác thực điều đó. Và ngày hôm nay khi Ngài lên trời, Ngài cũng đã để lại cái di chúc là mời gọi mọi người chúng ta hãy ra đi loan báo tin mừng và làm phép rửa. Và nếu ai có lòng tin vào Thiên Chúa quyền năng thì cũng có thể trừ được ma quỷ và chữa lành bệnh tật, như tin mừng Marco hôm nay nói cho chúng ta. Vậy cái sứ vụ mỗi người chúng ta không thể nào là của riêng ai, mà mỗi chúng ta đều có cái sứ vụ sống như thế nào, như là một chứng từ sống động để loan báo tin mừng cứu độ của Đức Kitô. Đó là điều cần thiết, là bởi vì Chúa muốn mọi người đều biết, đều tin vào Chúa và được hưởng cái sự sống đời đời ở trên nước mà mình gọi là nước trời hay nước Thiên Chúa. Và quê hương đích thực của chúng ta là nước trời, nên cái cuộc sống trần gian này chúng ta đều tin là một sự chuyển tiếp tạm bợ để chúng ta hướng lòng, hướng cuộc đời chúng ta nơi quê hương đích thực tồn tại đời đời là nước trời. Vì thế cho nên hôm nay giáo hội đã long trọng mừng đại lễ Chúa lên trời để nhắc nhớ chúng ta là chúng ta phải nhắm cái đích đó để chúng ta cố gắng sống thế nào. Vì thế cho nên hôm nay giáo hội cũng chọn cái ngày Chúa lên trời là truyền thông xã hội. Giáo phận chúng ta cũng làm ngày hôm nay như là một cái truyền thông, là loan báo tin mừng ơn cứu độ nhờ phương tiện truyền thông. Mà ngày hôm nay chúng ta thấy cái phương tiện đó rất là dễ dàng, thuận tiện để loan báo tin mừng, để đem lời Chúa trên mạng xã hội, trên những cái trang sách vân vân, rất là nhiều, phong phú. Nên chúng ta cầu nguyện cho công cuộc loan báo tin mừng của giáo hội. Và hơn nữa, ngày 9 tháng 5 vừa rồi, Đức Thánh Cha Francisco đã trao và công bố sắc chỉ năm thánh, bắt đầu từ 29 tháng 12 này, năm nay, và kết thúc vào lễ hiển linh năm 2026 là mùng 6 tháng 1. Vậy trong năm 2025 được gọi là năm thánh Jubilee, nghĩa là chúng ta thấy 25 là cái con số như là 25 năm làm một lần. Chúng ta nhớ lại đại năm thánh năm 2000 đó, thì giáo hội cũng đã có năm thánh, thì năm tới là năm 25 thì giáo hội cũng sẽ mở. Và mời gọi chúng ta ngay từ bây giờ là chúng ta phải cố gắng hy sinh, cầu nguyện nhiều hơn cho giáo hội, cho thế giới. Rất là nhiều vấn đề như là chiến tranh, chia rẽ, tôn giáo, sắc tộc, nghèo đói, vân vân và vân vân. Tất cả những điều đó chúng ta cùng với Đức Thánh Cha mời gọi, chúng ta cố gắng sống trong niềm hy vọng mà Ngài lấy cái câu chủ đề của cái sắc chỉ, đó là thư Roma chương 5 câu 5: hãy trông cậy Chúa để chúng ta không phải thất vọng. Và điều đó là đúng. Trông cậy Chúa đi, hãy trông cậy Chúa đi tất cả mọi sự cuộc đời mình, thì mình sẽ không bao giờ thất vọng, bởi vì Chúa là nguồn hy vọng cho mỗi chúng ta trong cái cuộc đời này. Thưa anh chị em, nhắc đến người mẹ thì chắc chắn chúng ta đều phải nhớ ơn, đặc biệt là tình yêu của mỗi người mẹ mà chúng ta có. Chúng ta ý thức chúng ta hiện diện trong cuộc đời này phải có cha, có mẹ sinh ra chúng ta. Nên ngày hôm nay, ngày quốc tế, ngày người mẹ, chúng ta nhớ đến ai đã khuất, có người mẹ đã khuất, chúng ta nhớ cầu nguyện cho mẹ mình. Ai còn sống đó là một cái hồng phúc, đừng để cho mẹ mình khóc nữa và đừng làm gì cho mẹ mình buồn lòng. Đó là cái đức hiếu thảo mà người Á Đông chúng ta luôn có. Mỗi lần đến ngày mẹ, tôi nhớ đến cái câu chuyện người mẹ một mắt. Không biết anh chị em có đọc chưa? Cũng nhiều thứ tiếng lắm. Thì người mẹ một mắt, cái đại ý đó là một đứa con sinh ra thì nó lớn lên, nó đi học, nó thấy mẹ nó đến trường, nó không muốn, là bởi vì mẹ nó chỉ có một mắt.
Nhưng mà một hôm thì mẹ phải đưa đồ cho căng tin thì chợt bạn nó nhận ra, nó chế giễu mẹ mày một mắt, nó chọc quê thế này thế kia. Thì đứa con của đứa người mẹ một mắt về mới la hét đủ thứ, cấm mẹ không đến trường nữa. Rồi đứa con trai đó cũng lớn lên, cũng lập gia đình, rồi ở riêng, không muốn ở chung với người mẹ một mắt mình vì xấu hổ. Nhưng rồi một hôm người mẹ cũng thấy cái sức khỏe mình cũng không còn được bao nhiêu cuộc đời này, mới đi thăm và bị xua đuổi. Vì cái đứa cháu nội là đứa con của con trai đó, nó khóc thét lên vì thấy một cái bà già một mắt như vậy, nó sợ hãi, nó khóc lét. Thì đứa con trai dự lại đuổi bà lần nữa. Thế bà về, bà qua đời. Người hàng xóm được trao cho cái lá thư của người mẹ đó, để con trai nó có đến thì trao cho nó. Thì mở ra đọc là: khi con còn bé, có một vụ tai nạn xảy ra và con đã bị mất một mắt. Mẹ đã hiến một mắt của mẹ cho con để con được sáng mắt đầy đủ. Mẹ thì không sao cả. Khi đọc đến đó, anh chàng đó khóc òa, không còn cái hối tiếc thì không còn kịp nữa rồi. Cái trả ơn mẹ không còn kịp nữa rồi. Và chúng ta thấy câu chuyện dừng ở đó để cho chúng ta bài học gì? Nhiều khi chúng ta là những người con, chúng ta quên đi công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ lắm. Chúng ta cứ đòi hỏi và đòi hỏi. Để khi chúng ta làm mẹ, làm cha thì mới biết thế nào. Thì câu chuyện đó chúng ta thấy cha mẹ hy sinh tất cả mọi sự là cái điều gì tốt nhất cho con cái là cha mẹ cho mình. Nên nhiều khi người mẹ, người con chưa cần phải nói cái gì ấy, người mẹ đã hiểu con muốn cái gì rồi. Từ ánh mắt, từ cái bộ dạng nó đứng trước người mẹ thì người mẹ hiểu là nó cần gì, nó muốn gì, nó xin gì rồi. Nên chúng ta lại được nâng lên qua trong tháng năm này, tháng kính Đức Mẹ. Chúng ta có một người mẹ trên các người mẹ là mẹ Maria. Chúng ta chạy đến để mà chúng ta tạ ơn và nhờ lời mẹ nguyện cầu để giúp chúng ta, những người chưa làm mẹ thì hãy hiểu, và khi làm mẹ rồi thì chắc chắn là chúng ta noi gương bắt chước cái sự hy sinh tần tảo, cái thiên tính người mẹ tuyệt vời mà mỗi người chúng ta cùng chúc mừng ca tụng mẹ Maria. Chúng ta thấy hàng chữ bằng tiếng Latin ngay cái tượng Đức Mẹ là cái gì biết không? Ad Jesum per Mariam là cái gì biết không? Nhờ mẹ, nhờ mẹ Maria mà chúng con đến được với Chúa Giêsu. Nên chúng ta hãy nhờ mẹ để chúng ta tin vào Chúa Giêsu, chúng ta cố gắng sống xứng đáng đẹp lòng Chúa, đẹp lòng mẹ. Nhất là ngày hôm nay và ngày mai, ai còn mẹ hãy làm một cử chỉ gì đó để cho mẹ được an lòng, vui mừng cho cuộc đời chúng ta là bổn phận những người làm con. Amen.